còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Thưa quý khán giả, có lẽ trong mọi chúng ta không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh đầy thương tâm đó. Vậy mà một tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến ba đứa trẻ thơ vĩnh viễn mất đi bậc song thân. Vừa mang nỗi đau về tinh thần mất đi những người thân yêu nhất, ba anh em lại phải chống chọi đối mặt với tương lai mù mịt phía trước về cái ăn cái mặc và cả chuyện học hành. Đó là hoàn cảnh đáng thương của ba anh em mồ côi Lê Thanh Hiền, Lê Thanh Hằng và Lê Thị Như Hảo ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang mà Khát Vọng Sống mong quý khán giả đồng hành và chia sẻ. Nơi ở của ba anh em Hiền, Hằng, Hảo nằm heo hút ngoài đồng xa, ít người qua lại. Đây là căn nhà do chính quyền xã cất hỗ trợ các em hồi năm rồi, khi mấy lá cũ từ lúc cha mẹ các em còn sống đã mục nát. Nhờ đó mà ba anh em có mái nhà ấm cúng, kính mưa kính gió. Cha mẹ các em có nơi thờ phụng khô ráo. Năm 2009, khi cha mẹ các em là anh Lê Văn Hoàng và chị Kiều Thị Ái Châu qua đời, lúc đó Thanh Hiền mới 15 tuổi, đang học lớp 7. Thanh Hằng lên 13 tuổi và học lớp 5. Còn bé Như Hảo chưa tròn 5 tuổi. Hảo cũng là thành viên duy nhất may mắn sống sót trong tai nạn cùng với mẹ cha. Độ tuổi non nớt ấy, đáng ra các em đang hồn nhiên vui đùa, chăm chỉ ăn học, thì cuộc đời lại đưa các em rẽ sang một hướng khác, bơ vơ trong nỗi thiệt thòi mất mát tình thương của mẹ cha và vất vả mưu sinh. Hoàn cảnh của em Hiền này rất là bi thảm, vì thứ nhất là khi hai bố mẹ đã chết hết, lúc đó là hoàn cảnh coi như là các em nó cũng muốn tuyệt vọng, không còn cái đường sống nữa. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ với chính quyền địa phương, rồi động viên các em, rồi tạo điều kiện cho các em, nên thành ra các em đã vượt qua những cái giai đoạn đó. Cha mẹ mất để lại cho ba anh em chưa đầy 700 mét vuông đất. Được sự chỉ dạy của cô bác, các em làm ruộng lấy gạo ăn qua ngày. Tuy nhiên, sinh hoạt phí gia đình và học phí của ba anh em quá cao nên Hiền quyết định nghỉ học. Em lao vào cuộc mưu sinh để hy vọng lo cho hai em được tiếp tục đến trường. Dẫu đó là đi bốc vác, công việc đồng áng hay bất kỳ việc làm thuê nào mà hàng xóm có nhu cầu. Từ ngày cha mẹ mất, những việc trong nhà đều được Hằng sắp xếp chu đáo, để những bữa cơm đạm bạc làm no lòng ba anh em. Bốn năm nay, người chị gái này đã thay thế mẹ chăm sóc cho em gái mỗi ngày, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô gái có dốc dáng bên ngoài tuy nhỏ bé, nhưng ẩn bên trong là một nghị lực vượt khó. Ngoài giờ học, Hằng còn tranh thủ đi hái rau bán, kiếm ít tiền chi tiêu sinh hoạt, hay phụ anh trai đi làm thuê theo mùa vụ. Dẫu đã cố gắng hết sức, nhưng Hiền cũng đành bất lực khi không thể lo cho Hằng tiếp tục đến trường, dù em gái đã tốt nghiệp cấp 2. Hiểu được điều đó, dù buồn, nhưng Hằng vẫn cố gắng quán xuyến chuyện nhà để anh hai yên tâm đi làm, lo cho cuộc sống của mấy anh em. Ở cái tuổi ngây thơ, Hảo chưa biết được cái chết là gì. Với em, đó là chuyến đi xa của ba mẹ mà thôi. Thương em gái bé bỏng, cút côi, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hiền và Hằng luôn quyết tâm để Như Hảo được cấp sách đến trường. Dù chỉ mới vào lớp 2, bé Hảo cũng là niềm hy vọng duy nhất trong ba anh em
có thể theo đuổi con chữ để hướng đến tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, nỗ lực của các em chỉ có giới hạn khi mà bài toán cơm áo gạo tiền đè nặng trên những đôi vai bé nhỏ. Chuyện học của em Hảo vì vậy cũng có thể dở dang bất cứ lúc nào. Hiền, bé Hằng, nghỉ tay một chút vô trò chuyện với chị trước nha. Hiền nè, chị thấy là em phát cỏ thì chừng nào mới xả lúa? Em tính 2 bữa nữa em mới xả. Em có chuẩn bị giống với là phân bón chưa? Dạ em mới có chuẩn bị giống rồi, chưa có phân bón rồi. Giống là em mua ở đâu? Em lấy công ty á, thì nó đưa xuống cho mình rồi mình mặn xong rồi mình bán lúa lại cho công ty đó luôn. Hiền nè, cho chị chia sẻ mất mát của gia đình mình một chút nha. Lúc mà ba mẹ mất á, thì hai đứa em mình còn nhỏ. Trong vai trò là người anh thì em vừa là cha vừa là mẹ, thì em có cảm thấy khó khăn nào không? Lúc đó em còn đang đi học lớp 7, thì sau đó mới nghỉ rồi em đặng em đi làm, em lo cho hai đứa em em đi học. Em có thể chia sẻ khó khăn lúc đó một chút cho chị biết được không? À thì lúc đó gia đình cũng nghèo rồi em nghỉ học em đi làm mướn để về lo cho hai đứa đó, với nấu cơm nấu nước rồi cho nó ăn. Thu nhập một ngày được khoảng bao nhiêu? Dạ một ngày chỉ được có vài chục ngàn. Đủ tiền để lo cho hai em của mình không hả? Dạ không, thì nhiều khi cũng mặn chỗ này xong rồi nhiều khi người ta mướn là mặn chỗ khác này, cũng gán lại mặn để đủ thu nhập. Rồi lúc đó thì mình xoay sở như thế nào ở trong gia đình của mình? Gạo ở đâu mình có để mình ăn? Có lúc nào mà em thấy là nhà mình hết gạo không? Có thì cũng mặn chứ. Nhiều khi không có tiền mua gạo thì cũng nhờ đi mượn lối xóm rồi gì đó. Vậy lúc đó là em vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo cho hai đứa em mình ăn uống. Rồi em có cảm thấy là như vậy thì quá mệt mỏi không? Dạ cũng cảm thấy mệt, nhưng mà nhiều khi thấy hai đứa em mình nó chỉ cũng gán mặn để lo cho nó. Lúc đó thì em đang đi học thì em nghỉ học luôn hay là em tiếp tục học vậy? Dạ lúc đó thì em cũng có đi học lại, học được 2 năm thì gia đình khó khăn quá em cũng phải nghỉ. Thấy các bạn đồng trang lứa có ba mẹ dạy dỗ, bản thân em có thấy tủi không? Em thì tủi lắm, lúc mới đầu thì tủi lắm, tại vì tụi nó thì có ba mẹ, còn em thì không. Em của em thì nó đang nằm ở ngoài bệnh viện nữa, ngày nào nó cũng khóc hết trơn á. Ở ngoài ngoại dì gọi điện vô là kêu ra ngoài lo cho nó, mà ra ngoài em thấy nó rồi thì em cũng không có nở lòng nào mà khóc trước mặt nó nữa. Bởi vì nếu mà nhớ cha mẹ quá thì em cũng phải giấu, đặng cho nó nghĩ là nó vẫn còn điểm tựa là em với anh của em. Sau này cho em được chọn một cái nghề thì em sẽ làm gì? Em làm nghề hàng. Còn bé Hằng thì sao? Em thì muốn làm thợ cắt tóc. Bây giờ mà cho hai anh em đi học trở lại á, thì hai em có muốn đi học không? Dạ nếu được điều kiện vậy thì em sẽ đi học phổ túc. Còn bé Hằng, em có muốn đi học trở lại không? Có, em cũng muốn lắm, tại vì em mới học tới lớp 9 à. Nếu mà có cơ hội thì em muốn học lên tới lớp 12. Học lớp 12 sau đó làm nghề uống tóc để lo lại cho em Hảo hả? Nếu mà em được học lớp 12 thì chắc em sẽ không học uống tóc đâu, mà có thể là nếu mà năng lực em được nữa em sẽ học cao hơn nữa, để sau này có công việc nhẹ nhàng rồi có mức lương ổn định, đặng có gì nuôi em của em dễ dàng hơn. Em thích học ngành nghề gì? Em thì học giỏi môn giáo dục công dân nên em thích làm luật sư lắm. Luật sư để mốt giúp ích cho đời. Cho hai em một mơ ước thì hai em ước gì? Em thì em ước ba anh em đủ ăn đủ mặc thôi, với lại em ước có cái nghề để dễ dàng lo cho hai đứa em của em. Còn bé Hằng thì sao?
Em cũng muốn là gia đình em hạnh phúc và ba anh em sống chung với nhau rồi lo lắng cho nhau rồi tốt, cuộc sống được tốt đẹp hơn bây giờ. Khán giả thân mến, đoạn đường đến nhà ba anh em Hiền, Hằng, Hảo rất xa. Như hôm nay, đoạn đường dường như ngắn lại để các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ đến động viên, thăm hỏi và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em. Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm đến với ba anh em Hiền, Hằng, Hảo mang nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là tình thương và niềm hy vọng mang đến sự thay đổi, giúp các em có điều kiện sống tốt hơn. Cơn mưa chiều không mang đến cái lạnh như vốn có, bởi trong căn nhà nhỏ có ba anh em là sự ấm áp của những lời động viên, tấm lòng yêu thương giúp đỡ để các em vượt qua khó khăn trước mắt và gợi mở tương lai tươi sáng hơn. Chào chị, đến với Hậu Giang lần này thì cảm nghĩ của chị như thế nào về hoàn cảnh của gia đình của ba em? Khi đến Hậu Giang lần này đó thì cảm nghĩ của tôi thì rất xúc động. Nếu mà một cái người em gái đó mà 16 tuổi mà đã nghỉ học mà học đến lớp 9 mà muốn trở lại trường học, tôi sẽ hỗ trợ học bổng để học cho tới nơi tới chốn. Sau này mà người anh có muốn đến có một công việc làm ổn định thì tôi sẽ giúp đỡ đưa lên công ty để cho có một cái nghề để sau này lo cho cuộc sống cho hai đứa em. Đồng hành cùng với chương trình Khát Vọng Sống thì không thể nào thiếu được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhà hảo tâm thường xuyên tham gia với chương trình Khát Vọng Sống. Dạ chào cô, không biết đây là lần thứ mấy cô tham gia chương trình Khát Vọng Sống rồi ạ? Dạ thưa, tôi đến với chương trình Khát Vọng Sống này có thể là 10 lần. Thưa cô, là cô đến với Hậu Giang này là lần thứ mấy rồi ạ? Đến với Hậu Giang này cũng là...